Xin được thân ái kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, sau năm 1975, người Việt của chúng ta đã bỏ nước ra đi, tụ thành những cộng đồng khắp nơi trên thế giới. Người Việt không mang bất cứ thứ gì, tuy nhiên trong tâm linh, trong nền văn hóa cổ truyền, người Việt Nam chúng ta đã mang được tất cả những kho tàng về văn hóa của dân tộc, để từ đó ở các cộng đồng Việt Nam của chúng ta luôn luôn xây dựng, bồi đắp, tạo nên một sự truyền thống tốt đẹp về nền văn hóa, văn học cổ truyền của dân tộc Việt Nam tại xứ người. Thưa quý vị, nói đến văn hóa và cổ truyền dân tộc Việt Nam thì người dân Việt Nam của chúng ta từ ngàn xưa đã có rất nhiều cái Tết để nói lên cái tính chất hòa bình của người dân trong cái nỗi niềm sung sướng. Cái Tết đầu tiên mà ai cũng từng biết đó là cái ngày Tết của chúng ta, ngày Nguyên Đán. Tết Nguyên Đán vào ngày mùng 1 tháng Giêng đầu năm của năm âm lịch là một cái nơi hội tụ của tình thương, của cái sự đùm bọc, của sự lễ nghĩa và cái sự tiếng tâm với nhau. Rồi chúng ta bước vào mùa trăng tròn tháng 8, chúng ta lại có cái Tết Trung Thu cho các em thiếu niên, thiếu nhi được vui chơi. Đó là những cái ý nghĩa hết sức là tốt đẹp, tạo nên cái hình ảnh của một làng quê êm thắm. Chúng ta lại có một cái Tết gọi là Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5, là một trong những cái Tết mà đặc biệt cho đến giờ phút này vẫn còn là một sự tranh cãi của rất nhiều những nhà trí thức Việt Nam, nói rằng đây là một cái Tết đã ảnh hưởng từ Trung Quốc. Tuy nhiên, một số những nghiên cứu của người Việt thì cho rằng đây là một cái Tết đặc biệt của người dân Việt Nam chúng ta từ ngàn xưa. Thưa quý vị, để rộng đường cũng như là tìm hiểu thêm về cái Tết Đoan Ngọ, chúng tôi là Nguyễn Hồng Dũng rất là trân trọng với cái sự tham khảo và cái sự nói chuyện để giải bày trong chương trình văn học cũng như là những điều gì tốt nhất của dân tộc Việt Nam được truyền thụ do giáo sư tiến sĩ Nguyễn Châu là một người đã hoài công để nghiên cứu về những vấn đề khoa học, đặc biệt về những vấn đề cổ truyền của dân tộc Việt Nam, để từ đó chúng ta có thể tiếp nối trao truyền những giá trị ngàn đời của đất nước chúng ta từ những thời trước đây mà chúng ta đã ấp ủ mang theo, để truyền trao lại cho con cháu chúng ta mai sau để tiếp tục gìn giữ và bảo vệ. Đó là điều mà hôm nay chúng tôi rất quý mến để trình thưa với quý vị trong buổi nói chuyện ngày hôm nay với cá nhân chúng tôi là Nguyễn Hồng Dũng với giáo sư tiến sĩ Nguyễn Châu về một đề tài mà sắp tới chúng ta sẽ được tham dự, đó là ngày Tết Đoan Ngọ, Tết mùng 5 tháng 5. Trước hết chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý vị và xin được trân trọng kính chào giáo sư tiến sĩ Nguyễn Châu. Xin chào anh Dũng, xin kính chào quý khán thính giả. Thì hôm nay là chúng ta nói về cái Tết gọi là Tết Đoan Ngọ. Thì như là ông tiến sĩ Dũng đã nói rằng là Việt Nam mình là có ba cái Tết chính: Tết Nguyên Đán, Tết Nguyên Đoan Ngọ và Tết Trung Thu. Thì cái Tết á, là cái dịp để nghỉ ngơi, nhưng mà mỗi một cái Tết nó có một cái ý nghĩa và những cái phương thức để mà thực hiện khác nhau. Cái Tết chính là Nguyên Đán thì vừa nghỉ ngơi vừa biểu hiện tất cả những cái lễ nghi đối với tổ tiên ông bà, người sống, người chết, tất cả đều mới, tất cả đều được là sống trong cái trang hòa với sự yêu thương, đùm bọc và cung kính. Nhưng mà cái Tết Đoan Ngọ thì đặc biệt là chỉ ăn uống, vui chơi và cái phần nghi lễ là hoàn toàn nghĩa là đơn giản. Chỉ có làm cỗ xong, cùng ông bà vào đúng ngọ, xong xuôi rồi là sau đó là chỉ hưởng thụ và có một cái số phong tục tập quán rất là tốt đẹp để mà làm. Đặc biệt là cái Tết Đoan Ngọ là có cái tục là đi hái lá, gọi là lá mùng năm. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu vì tại sao mà có cái chữ Đoan Ngọ và tại sao trong cái Tết Đoan Ngọ thì chúng ta lại đi hái lá ở trong rừng cây về để làm thuốc chữa bệnh. Và thêm một điều nữa, tại sao cái Tết Đoan Ngọ là cái ngày mà đại sát giới của loài vịt đó? Thì ba vấn đề đó hôm nay chúng ta thử tìm hiểu. Thì Đoan Ngọ là cái Tết truyền thống thứ hai trong năm âm lịch
mà hầu hết người Việt Nam ở trong nước đều ăn, đặc biệt là ở nông thôn, trong những người mà gắn bó với ruộng đồng bằng canh tác, bằng chăn nuôi. Thì bởi vì sao? Vì đây là một dịp để nghỉ xả hơi. Về phương diện thời tiết, Tết nằm vào mùng 5 tháng 5 âm lịch thuộc tiết đại thử, tức là rất nóng. Và trong ca dao của chúng ta đã có một cái cuốn lịch, vừa lịch là canh tác, vừa lịch để ăn chơi. Thì chúng ta cũng là thế này, ăn Tết đón ngọ trở về tháng 5. Thì với chúng ta có là tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 hội hè, tháng 4 đông đầu nấu chè, ăn Tết đón ngọ trở về tháng 5. Đó, thì như vậy đó, cái quốc gia nào cũng có một cái cuốn lịch về sinh hoạt lao động và một cuốn lịch để nghỉ ngơi. Là bởi vì con người thì có hai nhịp, làm và nghỉ. Nghỉ là gì? Nghỉ là để tái tạo sức lực để làm việc tiếp. Như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng là cái người Pháp á, cái giờ nghỉ của học sinh giữa hai cái tiết học thì gọi là recreation. Trong đó là có chữ recreation, tức nghĩa là cái giờ tái tạo. Nhờ cái nhịp nghỉ đó mà chúng ta tái tạo lại năng lực để chúng ta làm việc tiếp. Thì như vậy, kỳ ngày mùng 5 tháng 5 của âm lịch là ngày trong kỳ lịch thời tiết thì gọi là ngày đại thử. Đại thử tức nghĩa là rất nóng, thử là nóng. Thì như vậy, tháng 5 âm lịch theo lối tính 12 chi là tháng ngọ. Thì trên bầu trời đến tháng 5 thì chuỗi sao bắt đầu quay về ngọ, cho nên gọi tháng 5 là ngọ nguyệt. Ngày 5 tháng 5 gọi là đoán ngọ, là vì chữ đoán có nghĩa là chính, là thẳng, là mở đầu. Còn gọi là đoán ngủ là bởi vì có hai số 5. Người ta còn gọi là đoán dương là bởi vì số 5 là một số dương, mà đây là hai số dương. Hoặc là trung ngủ là hai con số 5. Gọi là đoán dương là vì số 5 thuộc về dương. Và chúng ta thấy rằng như ngày hôm nay thời tiết vào dịp mùng 5 tháng 5 rất là nóng ở Đông Nam Á Châu, đặc biệt là Trung Hoa và Việt Nam. Đây là thời điểm mà khí hậu rất nóng, côn trùng và sâu bò sinh nở ra rất nhiều. Nông dân cần phải tìm cách trừ diệt sâu bò trong ngày 5 tháng 5 để bảo vệ cho cái sự canh tác và trồng trọt. Và có lẽ vì sự kiện này mà người ta còn gọi Tết Đoán Ngọ là ngày giết sâu bò. Cái này, cái chữ ngày giết sâu bò này là ở Bắc phần Việt Nam thường hay dùng. Thì trong kỳ ngày Tết Đoán Ngọ thì chúng ta có những cái sinh hoạt như thế này. Tết này thường đến sau vụ mùa, lúa nếp, bắp, đầu, kê khá dồi dào. Nông dân nghỉ ngơi để lấy sức. Tại một số tỉnh miền Trung Việt Nam, người ta gọi là ăn mùng 5, không dùng chữ đoán ngọ, mà là Tết mùng 5 hoặc là ăn mùng 5. Người ta đã làm lễ cúng tổ tiên vào giờ ngọ và đi hái thuốc vào giờ ngọ khi mặt trời đứng bóng. Vì họ tin rằng vào lúc giữa trưa ngày mùng 5 tháng 5, tất cả các thứ lá cây đều hấp thụ được một loại khí thiên nhiên nào đó, và những cái lá cây hấp thụ được khí thiên nhiên đó đã trở thành một dược liệu trị được nhiều thứ bệnh thông thường, mà gọi chung là lá mùng 5. Theo cụ Phan Kế Bính, tác giả Việt Nam phong tục, thì tục đi hái lá thuộc ngày mùng 5 tháng 5 là do cái sự tích là Lưu Thần Nguyễn Triều đời nhà Tấn ở Bến Tàu vào hôm mùng 5 tháng 5 đi vào núi Thiên Thai để hái thuốc rồi gặp tiên và không trở về trần gian nữa. Thì từ đó, từ cái sự tích đó, dân gian bắt chước vào rừng lên núi hái lá cây về làm thuốc trị bệnh. Khi người ta cũng tin rằng vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch vào giờ ngọ, tức nghĩa là thêm một cái ngọ nữa, là ra đứng giữa trời nhìn lên mặt trời thì mắt cũng được là tốt, là bởi vì trong cái ánh sáng vào cái giờ đó nó có cái chất gì đó làm cho mắt con người được tinh anh hơn. Tại miền Bắc Việt Nam, vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, nhiều nơi có tục lệ ăn trứng luộc, ăn chè kê và ăn bánh đa, tức nghĩa là bánh tráng. Người lớn, cả nam lẫn nữ, đều uống một chút rượu có hoa, một chút hồng hoàng
hoặc tâm thần đang gọi là giết sâu bò. Có lẽ vì sợ khí hậu nóng bức quá mà có người hóa cuồng chăng? Bởi vì như thế này, họ uống một chút rượu có hoa, chút hồng hoàng tức là chất nó rất là lành, nói là để mà làm cho hạ hỏa. Thì đối với trẻ con á, thì từ sáng sớm khi mà chúng còn ngủ thì người ta bôi vào cái thóp thơ ngực của nó và rốn một chút hồng hoàng, cũng là nói để trừ khử trùng. Nhiều người còn mua bùa chỉ đeo cho con cái gọi là bùa, nhưng thực ra đây là những cái bao nhỏ hình vuông, mỗi cành khoảng 2 cm, nhuộm vàng, kết bằng chỉ ngũ sắc màu vàng, có in dấu bùa chú của nhà Phật, gọi là để trừ ma quỷ hay là để mà bảo vệ cho trẻ em trong ngày mùng 5 tháng 5. Hồng hoàng hay là thư hoàng á, về cái chất thì đó là một vị đông dược, tên khoa học gọi là Ryoga Oprimum. Nó có tính chất ấm, cay, là một khoáng thạch có chứa chất arsen màu đỏ da cam, dùng để chữa các chứng kinh phong, kinh giật hoặc sốt kéo dài. Dùng bên ngoài thì chữa lửa ngỡ mù nhọt, chữa các vết do rắn cắn hoặc là sâu bò cắn. Thì như vậy đó, những cái tục đó không phải là từ bên Tàu truyền qua, mà dân gian họ thấy rằng cần phải làm trong ngày mùng 5 tháng 5 là vừa tin tưởng vào một cái sức tự nhiên, vừa tin tưởng vào khoa học. Thì chúng ta trở lại là tại vì sao mà có cái chuyện đi hái lá thuốc mùng 5. Thì cái chuyện này đó không phải là chỉ là người ta tin tưởng xưa bài này làm, mà thực sự đó, trong cái ngày lá mùng 5 không phải là thải bất cứ lá gì. Thì lá hái vào ngày mùng 5 thường gọi là lá mùng 5. Người bình dân và người nông thôn thường nấu uống hàng ngày. Tác dụng đầu tiên là giải nhiệt và tiêu thực. Trên nguyên tắc thì bất cứ loại lá nào nếu hái vào đúng giờ ngọ, tức là ngày mùng 5 tháng 5 thì đều là lá thuốc. Nhưng thực tế người ta chỉ quen hái một số lá nhất định quen thuộc ở rừng hoặc là rủ mà thôi. Ở rừng tức là nhiều cây, còn rủ là những cái chỗ mà cây nó thấp thấp vừa tầm tay của mình. Chẳng hạn những cái lá mà gọi là lá mùng 5 thì đầu tiên là thường thấy nhất là lá ngấy, lá bướm ba, lá vối, lá ổi, lá lốt, lá bạc hà, lá thuốc ngải cứu tức là ngải diệp, lá nhân trần, lá cỏ xước, lá vòng vang, bồ công anh, ít màu, lá mạ đề, lá mâm xôi, dây hà thủ ô, lá dâu, lá tre đỏ và lá sâm đinh. Về thức ăn, hầu hết ba miền Trung Nam Bắc Việt Nam thì đều dùng thịt việt và xôi, chè đậu xanh hoặc là chè kê lồn đầu, bánh tro, bánh trôi, cái bánh làm hình tháp nhọn. Thì cái ngày này cũng có một cái phong tục của Việt Nam là Tết mùng 5 hay là Tết đón ngọ thì các chú rể phải đem lễ vật Tết bố mẹ vợ hoặc là tạ ơn. Ở nông thôn thì các con nợ đi Tết chủ nợ tốt bụng vì đã không gây khó khăn khi họ cần cấp túng thiếu. Những người đã vui vẻ cho tạm vay tạm nợ rồi đến khi vụ mùa sẽ tính. Thì những người này là những ân nhân của những cái nông dân ở nông thôn, cho nên ngày mùng 5 họ cũng sắm sửa cốm, xôi và một cái chai rượu gì đó để tết cái chủ nợ. Thì như vậy đây cũng là một cái mỹ tục ở nông thôn Việt Nam. Cái ngày mùng 5 tháng 5 là ngày mà loài vịt bị thảm sát. Tại vì sao như vậy? Thì Tết đó nọ, hầu hết mọi người thường dùng thịt vịt là món ăn chính. Vì vậy mà loài vịt bị sát hại tập thể trong ngày này. Đại sát giới này có lẽ không phải tự nhiên hay tình cờ xảy đến, mà nó phải có một lý do nào đó. Thì trước hết đó, cái lý do này là do lý do gọi là cái dược tính và cái tính chất mà bộ dưỡng của loài vịt trong ngày 5 tháng 5. Thì vịt á, trong sách thuốc của Bắc và Trung Hoa thì gọi là gia áp, còn nơi gọi là gia phù, còn gọi là vụ. Theo dược lý đông y, thịt vịt có tính chất mát, ngọt, có hơi độc, có tác dụng làm chuyển động phong huyết và làm tăng thêm năng lực, bồi bổ cơ thể cho người lao lực lao tâm nhiều, gọi là bổ hư. Thịt vịt chứa nóng số cao đến co giật, gọi là xài kinh.
vịt có tác dụng giải độc mùn sưng và hạ nhiệt. Vì vậy cho nên người ta khi nào mệt mỏi thì ăn thịt vịt, cháo vịt để cho nó khỏe người. Người ta cũng phân biệt rằng á, vịt mà có lông sắc vàng hoặc trắng thì có tác dụng bổ trung ích khí, nghĩa là làm cho những người suy nhược tỳ vị, ăn kém, khó tiêu hay bần thần, cảm thấy mất sức mệt mỏi thì được tăng cường cái sinh khí và được khỏe người ra. Theo đông y thì trứng vịt vì ngọt tính mát, có tác dụng tư âm giảng hỏa, thanh nhiệt hóa đàm, dùng chữa bệnh ho khan, ít đờm, do đó phế âm hư. Còn thịt vịt thì tính hàn, có tác dụng tư âm dưỡng vị. Cho nên ở đấy về kinh nghiệm thì về cái mùa lạnh đó, có nhiều người bị ho khàn khàn hoặc là thỉnh thoảng ho mà khó lành, thì có nhiều người ăn mấy cái trứng vịt lộn đó thì tự nhiên nó hạ cái cơn ho xuống. Sách Bản Thảo Cương Mục của Lý Thời Trần thì ghi rằng thịt vịt chữa các tính bệnh tiểu tiền bất lợi, nhiệt bệnh hư lao, thịt vịt bổ ngũ tạng và thủy đạo. Nên chọn các loại vịt đực đầu xanh hoặc vịt lông trắng xương đen, mỏ đen thì càng tốt. Và sau đây là hai bài thuốc cụ thể về thịt vịt. Thịt vịt chữa ho khan do phế âm hư, dùng 10g mộc nhĩ rửa sạch, thái nhỏ, tráng với 2 quả trứng vịt. Khi chín cho thêm 50g đường phèn, hấp cách thủy cho tan đường ra và uống. Thì đó là để chữa ho khan do cái phế âm hư. Cái thang thuốc thứ hai hỗ trợ điều trị lao phổi và ung thư, thịt vịt già hầm lên ăn. Món này có khả năng tăng cường khả năng miễn dịch cho người bệnh. Thì nên lưu ý rằng là thịt vịt là có tính hàn, tác dụng bổ âm. Cho nên những người mà tỳ dương hư nhược, ngoài cảm chưa khỏi hẳn thì tạm thời không nên ăn thịt vịt. Đó, cứ ăn thịt vịt khi mà mình bị cảm chưa lành. Không ăn thịt vịt với mộc nhĩ, với chao đầu, với thịt ba ba, thịt rùa đen. Bởi vì những cái thứ này cộng với thịt vịt thì làm cho thịt vịt tăng cái chất độc lên. Không ăn trứng vịt với thịt ba ba, quả dâu, quả mận. Thì đó là theo bác sĩ Nguyễn Ninh Hải trong kỳ báo Sức Khỏe và Đời Sống ở trong nước. Thông thường thì vịt được nấu cháo làm gỏi, nhưng mà thịt vịt thì phải có gừng, không thể thiếu gừng. Cầu kỳ và tinh vi hơn thì có nấu các món như vịt tiềm với sen, táo, đinh và hồi. Hoặc người ta làm vịt tiềm với thuốc bắc, nhưng mà vịt thì phải ăn già chứ không thể ăn non. Tất nhiên là từ 6 tháng trở lên thì mới ăn vịt, không ăn vịt non. Như vậy, ngày Đoan Ngọ, khí trời nóng nực thì thuộc tiết đại thử. Nhiệt độ cao nên người ta dùng thịt vịt mát bổ để tạo quân bình giữa khí trời và sức người. Thịt vịt có tính âm hàn, ăn vào mát và bổ dương. Vì là thuộc âm hàn nên những người tỳ vị yếu, tức là tiêu hóa kém, nếu không ăn chung thịt vịt với gừng thì sẽ bị đau bụng, tiêu chảy hoặc bị lành bụng khó tiêu. Do đó, thứ gia vị cần thiết đối với thịt vịt đó là củ gừng tươi. Tính chất của gừng thì vị cay, khí ấm, có tác dụng lợi khí, thông thần. Nhai một miếng gừng khi mệt á, thì thường cho mình một cái cảm giác rất là thoải mái. Gừng cũng làm cho hạ đờm tiêu thực, và trong sách đông y thì gọi là gừng á, là trừ tà bổ chính. Gừng thuộc dương nhiệt đi với thịt vịt âm hàn, thành ra âm dương hàn nhiệt quân bình, người ta ăn vào dễ tiêu mà lại ngon nữa. Nếu như thịt vịt mà không có gừng thì ăn rất là dở. Sách Nam Dược ghi nhận rằng gừng là thánh dược của các bệnh thuộc về tiêu hóa như lành bụng, tích trệ, ăn không tiêu và ửa hơi. Thịt vịt hàn khí dương, mát quá có thể làm đau bụng, tiêu chảy, tích trệ, ăn không tiêu, do đó cần phải có gừng dẫn đạo, kết hợp âm dương hàn nhiệt điều hòa với nhau, cho nên ăn ngon mà bổ, không có tác hại. Trái lại, thịt vịt mà thiếu gừng thì chẳng những có hại mà còn không ngon nữa. Cái ngày mùng 5 tháng 5 người ta thường ăn xôi là vì sao? Nếp á, tên chữ trong sách gọi là đào mễ, nó có tính chất ngọt ngon, tính ấm, bổ trung ích thần, chữa đau bụng và yếu tỳ. Thường thường những người mà cái dạ dày họ yếu á, thì họ ăn xôi á, thì nó đỡ hơn là ăn cơm. Như vậy, xôi là một thức ăn để bồi bổ sức lực.
đến từ cái chất thứ hai là kê, tên chữ là lang vị, ngọt lành làm yên dạ dày và bộ tỳ vị, cũng là một chất để trợ lực cho tiêu hóa. Và cái chất thứ ba là đậu xanh, tên chữ là lục đậu, ngọt lành không có độc tố nhưng mà hơi hăng hăng, hơi tanh tanh, tác dụng trừ nhiệt, bổ hư, giải độc, lợi tụy, tiêu sáng và làm cho con mắt sáng lên. Như vậy thì chúng ta thấy rằng các món mà người Việt Nam dùng không phải là sự tình cờ, vì trong đó có các chất của thiên nhiên được tổng hợp theo nguyên lý âm dương hàng nhiệt để các chất bổ dưỡng hấp thụ vào cơ thể. Chắc là người xưa đã có nghiên cứu rất là bài bản, nhưng mà bài bản đối với cái dân tộc ta thì không có ghi được, không có thư viện, không có tàng thư, cho nên mất mát hư hao. Cuối cùng á, chỉ còn truyền lại bằng miệng, bắt chước nhau theo kiểu xưa bài nay làm mà thôi. Nhưng mà nếu bây giờ đi vào nghiên cứu thì chúng ta thấy rất là tinh vi. Trong lịch sử Trung Hoa thì chúng ta thấy rằng cái ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch không giống như là cái ngày mùng 5 tháng 5 của Việt Nam. Cho nên á, nói rằng là Tết Đoan Ngọ là lấy của cái Trung Hoa thì có thể là hoàn toàn không đúng. Là bởi vì trong lịch sử Trung Hoa, ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch là ngày giỗ của ông Khuất Nguyên. Mà ông Khuất Nguyên là một cái vị quan chính trực của nước Sở thời vua Hoài Vương, đời Xuân Thu. Ông này á đã nhảy xuống sông Mịch La để tự trầm vào ngày mùng 5 tháng 5, vì bị sợ Hoài Vương nghe theo lời của Ninh Thần và không nghe lời can gián của ông để mà làm cho cái đất nước tốt hơn. Thì câu chuyện Khúc Nguyên được kể như thế này: Khúc Nguyên tên là Bình, cùng họ với vua nước Sở, làm đến chức tá đô đời Sở Hoài Vương. Ông ta học rộng, trí nhớ tốt và biết được cái lẽ bình trị, biết lúc loạn, biết lúc biến để mà giúp vua cai trị. Ông ta hỏi về hành chánh, ông thường được vua mời vào trong cung luận bàn việc nước và được cử đi ứng đối với khách trong những cái dịp ngoại giao. Vua rất là tin dùng và phục tài, cho nên tất cả những cái lệnh, những cái sắc, những cái dù của vua thì vua đều nhờ ông Khúc Nguyên Bình soạn thảo cả. Lúc đó ở trong triều đình đó, có một cái quan đại phu khác, đó là đại phu Thường Quang, cũng muốn được vua tin yêu nên sinh ra ganh ghét tài năng của Khúc Nguyên Bình. Một hôm Sở Hoài Vương sai Khúc Nguyên Bình làm pháp lệnh. Khi mà Khúc Nguyên đang soạn thảo thì cái anh mà Thường Quang này anh tới, anh dịch cái bài soạn thảo đi. Thì Khúc Nguyên Bình dành lại, thì ông này ra tâu với vua như thế này: là bệ hạ thường sai Khúc Nguyên Bình soạn thảo văn chương chiếu chỉ. Khúc Nguyên Bình đi đâu cũng khoe và nói rằng ngoài Khúc Nguyên Bình ra không ai làm được. Vua không phân biệt phải trái gì hết, nghe lời giàn pha đó và đuổi Khúc Nguyên Bình ra khỏi cung không dùng nữa. Thì khi nhà vua dần bỏ Khúc Nguyên Bình không tin dùng nữa, thì Khúc Nguyên Bình bực tức là vì vua không phân biệt phải trái, lại nghe lời giàn pha của kẻ gian, làm cho cái người ngay, người trung không có chỗ dung thân. Ông Khúc Nguyên lo nghĩ thật nhiều, buồn chán, sáng tác ra một khúc nhạc ly tao, nội dung diễn tả nỗi buồn chia ly và oán thán sự bất trí bất công của vua, rồi để bài ly tao lại trong cung và đi lang thang dọc bờ sông Mịch La. Ông vừa đi vừa hát, hình dung tiều tùy, sắc mặt thiểu não. Thì lúc đó có một cái lào đánh cá chèo thuyền ở trên sông, dừng lại gọi Khúc Nguyên Bình tới hỏi tại sao quan tam lư đại phu lại ra nông nỗi này. Thì Khúc Nguyên than rằng người đời ai cũng say cả cho nên đều đục, chỉ có một mình ta tỉnh cho nên ta trong. Cái câu hạng Việt là như thế này: thế nhân giai tủy như giai trọc, duy ngã độc tịnh như độc thanh.
Tức nghĩa là không nghe cho rằng chỉ có một mình là tỉnh, cho nên mình trong sạch, còn thiên hạ đều sai cả, cho nên ai cũng đục cả. Thì Lào Đánh Cá đã nói với Khúc Nguyên Bình như thế này: thánh nhân không câu nề việc gì, thánh nhân lại hay tùy thời. Có phải nếu đời đục cả, sao ông không quấy thêm buồn, ngộ thêm sóng cho đục theo một thể? Loài người say cả, sao ông không biết ăn cả men, hút cả bạ rượu cho say theo một thể? Việc gì mà phải phòng xa, nghĩ sâu, cho nên nội phải bị gọi là xuống tinh thần, phóng khí, tất nhiên là mất hết tất cả cái nhuệ khí trong con người. Khúc Nguyên nói: tôi nghe, mới gối đầu tất phải chạy mũ, mới tắm tất phải thay áo, có đâu là chịu đem cái thân trong sạch mà để cho vật dơ dính vào mình được. Thà nhảy xuống sông Tương, vùi xác vào bùn cá, chứ sao đang trắng lốm lốp lại chịu để cho vậy bụi nhơ. Thì khi nghe Khúc Nguyên Bình nói như vậy, thì ông Lão Đánh Cá tủm tỉm cười, chèo thuyền đi và hát bài như thế này: sông Tương nước chảy trong veo, thì ta đem giặt cái mũ lèo của ta. Sông Tương nước đục chảy ra, thì ta lội xuống để mà rửa chân. Tức nghĩa là tùy theo hoàn cảnh, tùy thời. Sau đó Khúc Nguyên nhảy xuống sông Mịch La tự tử. Thì khi mà Khúc Nguyên đi rồi, thì vua nước Sở tin lời đường mật của Giang Thần, đem lòng tham đất đai của nước Tần, và cuối cùng bị nước Tần đánh tan và mất nước. Thì như vậy kết quả của cái sự nghe lời Giang Thần, từ cái lòng tự ái ngu xuẩn đã khiến cho Hoài Vương phải khốn đốn, chạy đến đâu không được người che chở giúp đỡ. Còn Khúc Nguyên thì tuy bị vua bỏ, nhưng vẫn để lòng lo như được sợ, vẫn nghĩ đến sợ Hoài Vương. Cho nên cùng Nguyễn Công Trứ, một thi sĩ và một danh tướng của Việt Nam cuối thế kỷ 19, đã có một bài thơ Vịnh Khúc Nguyên, có hai câu ca ngợi Khúc Nguyên như thế này: dòng Mịch La dù đục đục trong trong, đèn bất già hợi soi người thiên cổ. Có nghĩa là thế này, ý nói tấm lòng trung nghĩa của Khúc Nguyên sẽ được người đời đời kính phục. Cho nên chúng ta thấy rằng cái Tết, cái ngày 5 tháng 5 là người Trung Hoa dỗ một cái danh sĩ, dỗ một cái vị quan trung liệt. Còn Việt Nam thì ăn Tết Đoan Ngọ, rất người, ít người biết đến chuyện Khúc Nguyên và tâm sự của ông ta. Cho nên người Trung Hoa thường dỗ Khúc Nguyên, còn người Việt Nam thì chỉ ăn Tết Đoan Ngọ theo tập tục riêng của mình. À, thì cái bây giờ đây là có cái bánh trôi đó, cái bánh nó đầu nhọn đó, bánh trôi đó là nói rằng là phải làm nhọn như vậy để thả xuống, nhưng mà cũng Khúc Nguyên cá nó thấy nhọn nó không ăn, nó Khúc Nguyên mới ăn được. Thì đó cũng chỉ là một cái mê tín, nhưng mà cũng là một cái phong tục. Do đó chúng ta thấy rằng cái Tết Đoan Ngọ có thể trong nước vẫn còn tiếp tục, nhưng mà ra hải ngoại thì cái Tết Đoan Ngọ nó sẽ bị lu mờ dần đi, là bởi vì cái nếp sống ở cái hải ngoại thì thời giờ và nghỉ ngơi nó khác nhau. Cho nên đây là một cái phong tục đẹp, và ở trong nước thì là một cái dịp để cho ta có ngày nghỉ ngơi. Thì sở dĩ mà nhắc lại cái Tết Đoan Ngọ để chúng ta thấy rằng trong ca dao tục ngữ mà có người cho rằng là cái lối vào văn hóa Việt Nam là phải đi qua ca dao tục ngữ, thì chúng ta thấy rằng cái bài mà nhiều người thuộc là tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai cờ bạc, tháng ba rượu chè, tháng tư đông đầu nấu chè, ăn Tết Đoan Ngọ trở về tháng năm, rồi đến tháng sáu là buôn nhạc bán trăm, tháng bảy ngày rằm xá tội vong nhân. Thì như vậy chúng ta có hai cuốn lịch, một cuốn lịch làm việc và một cuốn lịch nghĩa là nghỉ ngơi. Trong nghỉ ngơi thì có ăn chơi hội hè, thì người Mỹ cũng vậy, cái gì mà nghỉ ngơi thì phải có festival, đã có nghĩa là trong đó phải có đồ ăn hội hè. Hội hè. Dạ vâng. Cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Châu để cho chúng ta thấy được một cái lịch sử của dân tộc qua cái ngày Tết Đoan Ngọ. Thưa quý vị, 30-40 năm về trước đó, sau khi mất Việt Nam đó, thì một số quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa
đi đi tù. Thì tôi còn nhớ là cái ngày mùng 5 tháng 5 năm 1977 đó, ở tại trại cải tạo Kim Sơn. Lúc bây giờ thì giáo sư Nguyễn Cao Cang ở đây là hồi đó cũng làm thuốc nam. Thì tôi có cơ hội đi theo chặt tất cả những cây chùm chày, mũ dẻ, kể cả cái cây lá nặng hai là một cái cây mà bình thường chúng ta không dám sờ tới, bởi vì sờ tới thì nó ngứa lắm. Nhưng mà đến cái ngày mùng 5 tháng 5 thì cứ chặt hết đem về phơi và uống nước. Nhờ đó mà các người tù ở đó là dùng cái nước mát của phòng thuốc nam đó là chuyên trị được tất cả những cái bệnh về nóng, về nhiệt, về tất cả những cái bệnh bình thường. Cho nên đây cũng là một cái niềm tin mà chúng tôi nghĩ rằng người dân Việt Nam của chúng ta có được cái ngày mùng 5 tháng 5 là bởi vì ở trong một cái xã hội nông nghiệp. Chứ còn như ở Hoa Kỳ này, ngày mùng 5 tháng 5 chúng ta cũng đi làm miệt mài, nhất là cái ngày cái giờ trưa là cái giờ quan trọng để chúng ta đi làm những cái công tác là hái cây hoặc là làm thuốc, nhưng mà cái giờ đó thì chúng ta phải đi làm. Do đó thì cái tính chất của cái ngày mùng 5 tháng 5 ở hải ngoại nó bị phôi phai đi. Tuy nhiên trong cái tinh thần của ngày mùng 5 tháng 5 như giáo sư Nguyễn Châu vừa cho chúng ta biết thì nó cũng là một trong những cái giá trị truyền thống để chúng ta hiểu biết thêm. Và chắc chắn quý vị còn ở nhà thì mua trái cây, mua nhãn, mua táo, mua những cái loại trái cây thiệt là đặc biệt trong cái ngày mùng 5 tháng 5 cũng là một cái cách để chúng ta khơi dậy một cái tình tự của dân tộc ở tại xứ người. Vậy thì thưa quý giáo sư còn cái điều gì để muốn chia sẻ trong cái chương trình ngày hôm nay không ạ? Thì cái vấn đề mà chia sẻ trong cái Tết Đoan Ngọ đó thì chúng ta thấy rằng là chỉ nên giữ lại những cái tinh hoa của đất nước, mà trong đó là có cái ngày mùng 5 tháng 5. Cái ăn Tết mùng 5 hoặc là ăn mùng 5 hoặc là hái lá thuốc. Thì những cái vị mà chúng ta thấy thế này, bây giờ có nhiều người cũng là thích uống nước chè, nhưng mà phải chè khô, hoặc là thích uống một số cái lá cây. Dạ vâng. Mà cũng phơi khô rồi cũng nấu nước uống. Thì như vậy chúng ta thấy rằng khi mà bây hiện tại người ta dùng cái gì cũng đòi organic đó, thì có nghĩa là càng xa những cái chế biến mà qua những cái phân tích trong phòng thí nghiệm thì càng tốt. Cho nên ở đây chúng ta rút ra một điều là thế này: cái ngày Đoan Ngọ là cái ngày nóng nhất, cho nên cái cách ăn uống đó cũng là một những cái vị thuốc mà cha ông chúng ta chắc chắn là có nghiên cứu, nhưng bài bản là thất lạc. Nhưng mà xưa bài nay làm truyền lại thì chúng ta nên giữ được cái gì thì chúng ta giữ, bởi vì đây cũng là một cái phong tục tập quán đẹp của đất nước Việt Nam. Dạ vâng, rất là cảm ơn giáo sư Nguyễn Châu đã cho chúng ta được một cái bài học của ngày hôm nay về ngày Tết Đoan Ngọ, ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch hàng năm. Và trong thời điểm này thì chúng tôi nghĩ rằng chúng ta cũng chuẩn bị bước vào một cái ngày mùng 5 tháng 5. Thì xin quý vị cùng với chúng tôi hãy nhớ lại cái tính chất quê hương dân tộc bằng những cái bánh mà chúng tôi thấy bán la liệt ở các chợ Việt Nam, cũng như là những trái cây rất là tươi tốt đã cho chúng ta được một cái bữa ăn thật là đầm ấm. Và chúng tôi xin được nhân danh đây kính chúc tất cả quý vị trong cái mái ấm gia đình có được một cái ngày Tết thật là đầm ấm, và cái tình thương yêu của chúng ta càng ngày nó càng được phát triển trong cái tình từ của dân tộc Việt Nam ở tại xứ người. Rất là cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Châu, và xin được kính chúc giáo sư sức khỏe dồi dào để tiếp tục phục vụ cho tất cả những khán thính giả hiểu biết thêm về những chương trình văn hóa Việt mà ông đã hoài bão để cống hiến cho quý vị trong cuộc đời cuối đời của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Châu. Rất mừng là giáo sư Nguyễn Châu cũng còn rất là minh mẫn để soạn những bài dài như thế này. Chúng tôi xin được hầu chuyện và xin được kính chúc quý vị cùng với giáo sư Nguyễn Châu an lành. Xin cảm ơn anh Hồng Dũng, và xin kính chào quý khán thính giả.